Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video clip mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 tỷ tập cần có kỳ hiệu là Zegaron nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở Twitter các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter nha các bạn. Rồi các bạn đáp lên các bạn. Tiếp tục các bạn cho anh chào kênh group nữa nè. Đây trên kênh Telegram đó. Rồi các bạn cho anh chào kênh Telegram đó các bạn. Nếu yêu cầu cho mình join đi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mang Twitter các bạn. Cho anh tiếp kênh channel luôn nè. Cái này nó đâu có khai báo mình join làm gì các bạn. Rồi các bạn có thể lách bỏ các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn like và retweet. Comment BC Hatan. Thì các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi các bạn bình luận nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào và cái địa chỉ BNB Smart Chain. Các bạn ghi là chữ BCS. Thêm cái địa chỉ BNB Smart Chain để nhận tôi cần của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm trả lời nè các bạn. Như vậy là xong nha tất cả các bạn. Những người này người ta cũng tweet nè các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 100 tỷ token Zegaron đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.